Thị trường hàng hóa Tết đang bước vào mùa cao điểm. Năm nay, ngành công thương tỉnh đã tổ chức dự trữ hàng hóa phục vụ Tết đến các doanh nghiệp khá sớm nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Thời điểm này, lượng hàng hóa Tết đã được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tập kết, dự trữ và bày bán rất phong phú. Tổng giá trị dự trữ hàng Tết khoảng 2.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn và các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tại siêu thị Go Huế, lượng hàng hóa phục vụ Tết đã đầy ắp các kệ hàng với phong phú đa dạng sản phẩm. Là doanh nghiệp có lượng hàng dự trữ lớn của tỉnh, năm nay Go Huế có tổng trị giá hàng dự trữ trên 232 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm ngoái. Sức mua tăng khoảng 20%. Doanh nghiệp tiếp tục tham gia chương trình bình ổn thị trường Tết của tỉnh, đồng thời thực hiện các chương trình ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cao điểm Tết cho khách hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu. Mặt hàng mà bình ổn giá thì có các loại dầu ăn, nước mắm, trứng và có một cái chương trình rất là tiêu biểu, đó là cái chương trình là heo không lợi nhuận. Cái này thì luôn luôn là nó chạy trước Tết của khoảng 15 ngày để mục đích là bình ổn cho khách hàng về giá cả cũng giống như là an tâm để mà mua sắm trong thời gian mùa Tết. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã dự trữ hàng hóa rất phong phú, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đảm bảo nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như mứt bánh, bia rượu, thực phẩm tươi sống được các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chợ quan tâm đảm bảo dự trữ lượng hàng tăng cao so với bình thường. Lượng người mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ đã tăng lên. Sau một năm làm ăn vất vả, nhất là sau ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình mong có cái Tết đủ đầy. Năm nay từ màu mà cho đến các loại hàng hóa thì rất là đa dạng và phù hợp với mọi nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ước tổng giá trị hàng hóa dự trữ khoảng trên 2.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Trong đó, tại một số doanh nghiệp lớn như Gầu Huế, Khắc Mắc Huế, Bia Huế, Xăng Dầu Thừa Thiên Huế, Hoàng Đạt, Thái Đông Anh có tổng trị giá hơn 751 tỷ đồng. Tại các chợ trung tâm, chợ đầu mối khoảng 232 tỷ đồng và nguồn dự trữ cung ứng khác tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các chợ khác trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy số lượng hàng hóa không tăng, nhưng do giá cả tăng nên tổng giá trị hàng dự trữ tăng. Từ giữa năm tháng 12, thì Sở Công Thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo một số doanh nghiệp sản xuất, phân phối trên địa bàn, các siêu thị, các chợ có cả các phương án xây dựng các kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức cái hoạt động bán hàng lưu động với nông thôn, miền núi nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phục vụ Tết cho các nhân dân tại các huyện vùng sâu vùng xa. Dự báo sức mua dịp Tết này không tăng nhiều so với các năm trước. Khách hàng lựa chọn đa dạng hình thức mua sắm trực tiếp, các kênh mua sắm trực tuyến, online, mua hàng qua điện thoại. Giá cả một số hàng hóa nguyên nhiên liệu đầu vào biến động nên giá các mặt hàng có tăng, tuy nhiên không có biến động lớn. Ngành công thương tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp đảm bảo bình ổn giá cả, nguồn cung đầy đủ, kịp thời, phục vụ bà con.